Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ và bền vững phong trào bóng đá, trọng tâm là đổi mới và hoàn thiện hệ thống thi đấu bóng đá các giải phong trào, qua đó đào tạo tài năng bóng đá trẻ, tạo nguồn cho các câu lạc bộ bóng đá phong trào và chuyên nghiệp. Những năm gần đây, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều giải đấu dành cho mọi đối tượng, lứa tuổi trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục tình trạng kinh phí hạn hẹp, việc kêu gọi thu hút các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư cơ sở vật chất theo hình thức xã hội hóa luôn được ngành quan tâm. Từ đó số sân tập luyện cho bộ môn bóng đá xuất hiện ngày càng nhiều. Sau khi mình đầu tư cái sân bóng đá mini thì mình thấy được một cái sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên và các cái cơ quan ban ngành. Một cái sân chơi rất là lành mạnh mà thu hút được nhiều người chơi, kể cả người dân và cán bộ công nhân viên. Được xem là bộ môn yêu thích của nhiều người, lại phù hợp với mọi đối tượng và lứa tuổi. Bóng đá đã trở thành bộ môn luyện tập thể dục thể thao, được đông đảo người dân lựa chọn. Nắm bắt được nhu cầu thực tế của người chơi, những năm trở lại đây, nhiều sân bóng đá cỏ nhân tạo được hình thành và có sự đầu tư quy mô bài bản, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân tại địa phương. Bộ bóng đá rất là tốt cho sức khỏe, tạo được sân chơi lành mạnh. Đó là một môn đồng đội, giúp cho người chơi gắn kết với nhau, tạo được cái tình cảm và tạo được cái sức khỏe để cho phục vụ cho cuộc sống. Nằm trong chiến lược phát triển bóng đá đã được ban hành, Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2020, hàng năm tỉnh sẽ tổ chức đầy đủ các giải vô địch bóng đá nữ, bóng đá nam, bóng đá thanh niên dân tộc thiểu số, giải nhi đồng U11, U13, U15, U17, U19 và U21. Đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 300 câu lạc bộ bóng đá phong trào. Ngoài việc thường xuyên tổ chức các giải đấu khu vực, Lâm Đồng sẽ đăng cai từ 1 đến 2 giải bóng đá cấp quốc gia. Trên 100 vận động viên được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn. Từ những mục tiêu cụ thể, Lâm Đồng đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện, trong đó tập trung phát triển phong trào bóng đá quần chúng từ cơ sở, đa dạng hóa các phương thức đào tạo vận động viên bóng đá, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đào tạo vận động viên để cung cấp cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, kết hợp đầu tư giữa nhà nước với đầu tư doanh nghiệp để phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ bóng đá, coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Sắp tới sẽ tổ chức một cái hội thảo về phát triển bóng đá, và chúng cũng như hội thảo phát triển thể dục thể thao, chúng tôi cũng mời các chuyên gia bóng đá đầu ngành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là các địa phương có phong trào bóng đá mạnh như là Nghệ An, như là Đồng Tháp, như là Hoàng Anh Gia Lai, rồi Bình Dương vân vân, và đặc biệt là các địa phương có cái phong trào phát triển bóng đá trẻ. Sẽ có nhiều giải pháp cần triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Song với sự quyết tâm và nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng Lâm Đồng sẽ từng bước hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả chiến lược đã đề ra, từng bước đưa bộ môn bóng đá phát triển nhanh mạnh, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Mà dễ lau chùi mà nó được chịu được cái nhiệt á, giống như mình đàn ông mà họ hút thuốc mà rớt cái tàn xuống thì không có cháy. Nó sạch, nó thân thiện với môi trường, dễ lau chùi, không có mùi tanh giống như gạch men.